Hello, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Đầu tiên thì chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha. Ngày hôm nay thì Điện Việt Nam muốn chia sẻ với mọi người về công việc của một anh thợ điện. Nói chung là ở đây là để trả lời câu hỏi của cũng khá nhiều bạn hỏi nhắn tin về hỏi Điện Việt Nam, đó là anh ơi thế thì sau giờ làm việc hành chính ở ngoài ban ngày ấy, thì tối về anh có đọc thêm sách, anh làm gì, anh đi nhậu hay là anh đi chơi hay là anh làm gì. Thì ngày hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn xem là buổi tối thì mình sẽ làm gì nhá. Ở đây chỉ là cá nhân của mình thôi, và đây cũng chỉ là thường xuyên mình làm cái này thôi, không phải là tối nào mình cũng làm cái này. Và bây giờ thì trước khi mà vào cái chia sẻ, mình sẽ quay cho mọi người xem là buổi tối sau khi hết giờ làm việc 8 tiếng mình về nhà mình làm cái gì. Thì chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Kênh YouTube của Điện Việt Nam là kênh YouTube chuyên chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, những bài học quý báu và những video thực tế ngoài công trường liên quan đến chủ đề về điện duy nhất và free tại Việt Nam. Anh em yêu mến kênh YouTube của Điện Việt Nam thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh nha. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đi vào nội dung của ngày hôm nay. Mình sẽ quay cho mọi người cái bàn làm việc cũng như là công việc mà mình làm sau giờ hành chính. Đây, xin chia sẻ với anh em, đây là góc làm việc buổi tối của mình. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ với mọi người đó là mình đang kiểm tra cũng như là đang học tập nghiên cứu relay của GE, F650 của GE. Giới thiệu qua với mọi người, đây là cái góc làm việc của mình ăn tối. Hết giờ làm việc thì mình về đây, chỉ là thỉnh thoảng thôi nhá. Đấy, chỉ là thỉnh thoảng một trong những việc mà mình thường xuyên làm sau khi mà hết giờ hành chính. Thì giới thiệu với mọi người, thứ nhất đây là cái laptop. Laptop này thì mình thường xuyên là làm việc tại văn phòng thì mình sẽ sử dụng cái laptop này. Thế còn bên này có một cái laptop nữa, đó là laptop mình sử dụng để đi công trường, sử dụng nó để kết nối relay. Bởi vì trong máy này có rất nhiều các phần mềm. Đấy, rất nhiều các phần mềm của relay. Cái máy này thì mình mua khi mà đợt mà mình đã đi làm được mình mới mua cách đây có hơn năm thôi. Đấy. Thế còn cái máy tính này là cái máy tính mà đã theo mình từ năm năm 2 đại học nha mọi người nha. Từ năm 2 đại học và đến bây giờ chiếc máy tính này vẫn hoạt động bình thường. Chiếc máy tính này thì mình mới chỉ có thay, thứ nhất là thay pin thôi, thay pin và nâng cấp RAM thôi. Đấy. Thì ở đây máy tính này thì mình đang sử dụng để mình đọc cái tài liệu của đây, di chuyển chuột, con chuột cho mọi người này. Đấy, mình đọc cái tài liệu, đọc tài liệu của cái manual của con F650. Đấy, mình làm cái gì thì làm, mình cũng phải đọc cái tài liệu hướng dẫn đúng không? Đây nhá, quay cho mọi người thấy, đây là 10:09 ngày 26 tháng 8 năm 2022. Và bên này mọi người nhìn thấy này, 1050 trang. Đấy, cứ ngồi đọc hết 1050 trang đây là giỏi. Relay là F650 của GE ngay nha anh em nhá. Đấy. Thế còn bên này là chiếc máy tính. Máy tính mà mình kết nối phần mềm thì ở đây, đây là cái phần mềm, phần mềm để kết nối relay GE với máy tính. Đây phần mềm đây, quay cho mọi người thấy này. Thì cái bản này là bản quick setting. Đấy. Bản này bản cài đặt nhanh thôi. Thì sau mình sẽ chia sẻ sau mọi người, giới thiệu sơ qua mọi người như vậy. Đây là con chuột. Đây là cái tấm để lót chuột thôi, không có gì cả. Thì ở đây có cái cáp kết nối này mọi người này. Đấy. Cái cáp kết nối này. Thì ở đây cáp kết nối sẽ là cổng như cổng máy in nhá, cổng cáp kết nối này. Đây mình quay cho mọi người thế này. Phần này là kết nối máy tính này, đầu này là kết nối máy tính này. Cắm vào đầu USB của máy tính này. Đầu này cắm vào cổng máy in. Đây relay đây, đầu tiên thì quay cho mọi người thấy là con relay này nhá. Đấy mọi người thấy cái dòng chữ gì chưa? Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Đấy, relay. Relay đã thay lời mình chúc
tất cả anh em đã xem cái video này, tất cả những anh em đang xem cái video này một buổi tối vui vẻ, và kèm theo ở dưới là số điện thoại hotline của Hội Điện Việt Nam 0966056984. Anh em mà cần hỗ trợ tư vấn các vấn đề về điện thì anh em có thể liên hệ với Điện Việt Nam theo cái số hotline như thế này. Đấy, chúc mọi người vui vẻ, và hotline ở dưới anh em cần thì có thể liên hệ. Thế còn ở đây, đây là cái bảng setting nhanh, bảng setting nhanh của Relay F650. Mình sẽ quay ra đằng sau cho mọi người nha. Quay đằng sau thì đây là, ở đây là cái dây, cái cáp kết nối này, cáp kết nối giữa máy tính và relay. Mình phải sử dụng cái dây dài này, bởi vì sao? Bởi vì khi mà đi ra ngoài công trường ấy, mình không thể bê máy tính này cứ theo những cái tủ trên ở ngoài công trường ấy, thì mình có những cái dãy tủ rất là dài và mình cần phải cáp dài như này để mình tránh cái vấn đề mà phải di chuyển máy tính nhiều. Mình có thể ngồi một chỗ và mình di chuyển, mình cắm download cấu hình rồi là setting đấy, các cái con relay mà mình không cần phải di chuyển nhiều. Thế còn đây, đây là đằng sau relay F650 của GE. Đây mọi người có thể thấy là mình đã đấu hai cái chân để cấp nguồn cho relay. Đây là nguồn, ở đây có thể mình cấp nguồn âm, nguồn dương được, tức là cái nguồn mà cấp cho con relay này có thể cả vừa xoay chiều và vừa một chiều được. Ở đây mình đang cấp nguồn xoay chiều nhá. Đây mọi người thấy này, nguồn xoay chiều ổ mình đang cấp đây này. Đây, nguồn xoay chiều. Đây là các cái cầu đấu, chân đấu đằng sau của relay. Và đương nhiên rồi, chúng ta sẽ không thể thiếu được một cái đồng hồ vạn năng. Đây, ta không thể thiếu được một cái đồng hồ vạn năng. Đồng hồ vạn năng này mình sẽ thể mình kiểm tra thông mạch, kiểm tra đo điện áp, kiểm tra những cái đầu ao của relay. Đấy, giới thiệu qua với mọi người về cái bàn làm việc của mình ngày hôm nay. Đây là cái tem của relay. Đây, thông số relay đây. Đó, quay cho mọi người. Đấy, quay cho anh em thấy nhá. Đấy, nhiều anh em thì nhắn tin, nhiều khi anh em nói chung là nhiều câu hỏi lắm. Cái số hotline này, số hotline của Điện Việt Nam này, anh em gọi điện và nhắn tin rất là nhiều. Nên nhiều khi mà mình chăm sóc anh em, hỗ trợ cho anh em ấy thì hỗ trợ nhanh nhất có thể nhá, trả lời nhanh ngắn gọn được việc cho anh em, chứ không thể là lâu được. Bởi vì thường ví dụ mà mình gọi điện trả lời anh em xong là nhiều anh em khác gọi đến ấy, nhiều anh em khác gọi đến người ta không liên lạc được nên rất là mất việc. Nên là mình những cái cuộc điện thoại nào gọi đến hotline của Điện Việt Nam thì mình đều luôn luôn là trả lời nhanh ngắn gọn, hỗ trợ được cho anh em càng nhiều càng tốt. Thì ở đây mọi người thấy là đây là relay F650 của GE. Bên này là manual, bên này là phần mềm kết nối. Đây là chiếc máy tính từ năm 2 đại học. Chiếc máy tính này mình mới mua cách đây hơn năm. Đấy, ThinkPad Lenovo. Còn bên này là Dell mà mình mua cách từ năm 2 đại học. Gia đình vay lãi để mà mua laptop cho học hành. Mà bây giờ mình vẫn giữ được cái chiếc laptop này. Mình sẽ giữ đến khi nào hỏng thì thôi, chứ không bán. Bởi vì cái này là cái kỷ niệm từ năm 2 đại học của mình. Và gia đình cũng phải vay mượn để mà mua cái chiếc laptop này. Mình nhớ cái hồi đấy mua là tầm đâu đó hơn 10 triệu một tí. Đấy, hơn 10 triệu một tí năm 2 đại học. Khá là cao tiền. Cái thời điểm đấy là số tiền đấy là lớn đấy. Thời điểm mà mình học đại học là số tiền đấy khá là lớn. Đấy. Còn bây giờ thì cái laptop này mặc dù cái giá trị nó cao hơn rất nhiều cái laptop này, nhưng mà về cái giá trị tinh thần thì không thể bằng được. Đây, manual đây. Ok, thế nha anh em nhá. Thì mình còn phải tiến hành vào công việc đây. Mình sẽ chia sẻ lại với anh em sau. Còn bây giờ thì mình cần phải xử lý một vài việc. Đấy, cần xử lý một vài việc cái con delay F650 này. Ok. Nếu mà anh em cảm thấy cái chia sẻ của Điện Việt Nam bổ ích thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Hội Điện Việt Nam nhé. Thì Hội Điện Việt Nam sẽ chia sẻ cho mọi người những video thực tế ngoài công trường
và những cái kiến thức bổ ích xoay quanh cái chủ đề về điện. Ok, bye bye anh em nhé. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người. Bye bye nha.